Hello anh em, hôm nay nhận được một cái hàng hoàn. Đấy, cứ bảo là không cọc. Không cọc thì anh em đặt ở trên Shopee. Đặt trên Shopee thì quay đầu về hôm 11 tháng 11. Đấy, quay đầu hai con máy ảnh. Tên là Phương Thức. Đấy, xã Cu Xoe cái gì để tỉnh ra Đắk Lắk. Mình gọi điện thì cũng không nghe. Rảnh háng nên đặt. Đấy, anh em cứ bảo là không cọc. Không cọc thì gặp những cái thành phần như thế này. Con quay đầu thì ông khách thì kêu: "Ê, em không hiểu sao tự nhiên lại em lại cho vào giỏ hàng." Lấy lý do ngứa tai rồi. Nhưng mà người ta còn bảo là thông cảm. Còn thằng này thì gọi điện không gọi được. Đây, mình đóng gói, quy cách đóng gói khi vận chuyển xa đây cho các bạn xem. Đóng gói rất là ok luôn. Sạc cũng đóng gói luôn này. Tiện quay video này để cho anh em thấy được quy trình đóng gói bên mình, cũng như là ví dụ nhà hàng có vấn đề gì, cái là video này có thể làm căn cứ để cho bên giao hàng có trách nhiệm hỗ trợ bồi thường thiệt hại nếu mà trong quá trình vận chuyển. Nhưng mà mình nghĩ là bọc gói cẩn thận như thế này thì chắc chắn là máy ảnh nó sẽ không bị làm sao, trừ khi hộp thiếc nó bị móp méo cơ. Ông này thì mua mỗi cái body không thôi, không biết là có biết chụp chưa, hay là nghĩ là cái thân không cứ mua cái rẻ nhất để về xong rồi là có nghĩa chụp được. Tại vì là đã là máy ảnh ống kính rời ấy, thì chỉ mua cái thân không thì nó không chụp được. Nhiều người không biết, sợ là như thế. Nhưng mà thôi, người ta đã quay đầu rồi. Đây, Nex 5. Máy rất là đẹp luôn. Pin sạc thẻ đầy đủ đây. Chạy ầm ầm luôn. Giá có 1,6 triệu cả ship mà còn bị hoàn. Mua cái máy ảnh hơn 1 triệu bị hoàn. Anh em thấy không ạ? Nex 5 nhá, body không, giờ tầm 1,6 triệu. Body thì vẫn đầy đủ là pin sạc thẻ nhớ 16GB. Đây, thẻ nhớ này. Nếu mà mua cùng với cả thêm một cái ống kính 18-55 như thế này nữa thì nó rơi vào tầm khoảng độ 3 triệu, 3,1 triệu nếu mua trên Shopee. Còn nếu mua body không thì 1,6 triệu, rất là rẻ luôn. Thế vẫn còn hoàn thì tôi cũng chịu. Quay đầu về rất là mất công. Nhưng hôm đấy nhá, hôm đấy có mấy người ở trên Facebook hỏi vào Nex 5. Thì lúc đấy mình bán bốt nó hết rồi. Thế xong cuối cùng là cứ bảo máy hết rồi. Bây giờ máy về người ta lại mua ở chỗ khác. Các bạn thấy không ạ? Đấy, một số những cái thành phần mà người ta không mua hàng, người ta hứng lên người ta đặt xong người ta quay đầu ấy. Máy ảnh cũ thì số lượng nó rất là ít, chỉ có khoảng độ vài con Nex 5 này thôi. Nhưng mà ngay hôm đấy có 2-3 người đặt mua con Nex 5, thế đâm ra là hết hàng. Đấy là lý do vì sao bên mình cần cọc. Chứ còn bảo là mình sợ mất có mấy chục nghìn thì nói thật với các bạn, mấy chục nghìn có thể là mình quay đầu mình có thể mất. Các bạn thấy không ạ? Thế là coi như mất khách. Cứ bảo là khách hàng là thượng đế. Những cái thành phần này nói thật này, mình gặp được khéo khi mình đấm cho một trận ấy. Mẹ, rảnh háng nên đặt vớ đập vẩn đâu. Đấy, nhân tiện video này mình nói cho anh em là thực sự nếu anh em đã có nhu cầu thì anh em hãy đặt. Còn nếu anh em chỉ hứng lên bất chợt thôi ấy, thì các anh em cần phải có một cái đầu lạnh.